xin thay mặt ban lãnh đạo công ty và toàn thể công ty trân trọng gửi tới quý cô chú sinh hoạt ở câu lạc bộ tiếng tỉnh Bình Dương và các quý đại biểu lời thăm hỏi sức khỏe ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa quý cô chú, chăm sóc ông bà cha mẹ, kính trọng những người lớn tuổi là một trong những nét đẹp văn hóa bao đời của người Việt Nam. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, mỗi người con người cháu đều mang trong mình tình yêu thương, lòng biết ơn, trách nhiệm và niềm hạnh phúc khi được chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ ông bà. Thế hệ đi sau luôn tôn kính những người đi trước, trên hết thực hiện những điều ấy không phải chỉ vì nguyên tắc xã hội, vì đạo đức hay chuẩn mực của cuộc sống, mà còn là xuất phát từ trái tim yêu thương của chính người trẻ. Tuy nhiên, cuộc sống ngày càng phát triển dường như không giúp chúng ta chăm sóc người già tốt hơn, mà ngược lại cuốn ta đi trong bận rộn sao lãng và vô tình, để rồi đâu đó những người ta thường gặp, thường bắt gặp hình ảnh người cha người mẹ chờ con trong buổi cơm chiều, hai cụ già cũng nghỉ cùng nhau sớm tối, hay là ông giáo già chậm lòng nghĩ đến những học trò ngày trước, ai nhớ ai quên. Và hiển nhiên những tâm nguyện, những mong ước kính mà người lớn tuổi cần được chia sẻ, có ai, có mấy ai biết đến. Nhân ngày quốc tế người cao tuổi 1 tháng 10 là ngày đặc biệt để tri ân. Con xin đọc 4 câu thơ và 2 lời tri ân. Tuổi cao nên trí càng cao, sống vui, sống khỏe và giàu yêu thương. Tuổi già là những tấm gương cho con cho cháu thấy đường nổi đeo. Một lần nữa nhân dịp ngày quốc tế độ tuổi, thay mặt toàn thể và đoàn công ty xin trân trọng gửi lời tri ân và chúc mừng đến quý cô chú nhiều ở đây luôn được mạnh khỏe,